Vâng, thưa quý vị và các bạn, hình ảnh phía sau tôi đây đang là một hệ thống hang động dài nhất thế giới. Và đó là một mê cung khổng lồ dài gần 700 km ngoằn nghèo với nhiều ngóc ngách, thạch nhũ đá với nhỏ giọt từ trần hang. Vâng, và công viên quốc gia Mammoth Cave là nơi bảo tồn kỳ quan thiên nhiên độc đáo này. Theo những ước tính thì hệ thống hang động đá vôi rộng lớn như vậy có thể còn gần 1.000 km đường hang động khác chưa được khám phá. Và ngoài ra thì hơn 200 hang động tồn tại trong công viên bị ngắt kết nối với hệ thống lớn hơn. Và nơi đây thì cũng đã được công nhận là di sản thế giới nhờ vào kích thước phi thường và có tầm khoa học đặc biệt quan trọng. Cùng khám phá hệ thống hang động dài nhất thế giới với vô vàn các ngóc ngách và thạch nhũ tuyệt đẹp qua mục điểm đến online của chúng tôi ngày hôm nay. Hang Mammoth được thành lập như một công viên quốc gia nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của địa phương. Các hang động được tạo ra một cách tự nhiên bởi quá trình xói mòn đá vôi. Hệ thống vẫn đang được định hình và chạm khắc cho đến ngày nay. Chúng không chỉ là một điểm đến tuyệt vời để tham quan, mà hệ thống này còn cung cấp nước uống cho khoảng 40% dân số Mỹ. Công viên hiện đón khoảng 2 triệu du khách mỗi năm, với khoảng 1/4 số du khách tham gia chuyến tham quan các hang động. Tất cả mọi tour, từ những chuyến tham quan văn hóa đến những chuyến khám phá mạo hiểm, đều được cung cấp. Hang động là nơi sinh sống của hơn 130 loài động vật hoang dã. Công viên quốc gia Mammoth Cave không chỉ là một hang động, khu rừng xung quanh nó là một trong những môi trường sống đa dạng nhất ở Mỹ. Công viên quốc gia Mammoth Cave không chỉ là một hang động, khu rừng xung quanh nó là một trong những môi trường sống đa dạng nhất ở Mỹ. Có hàng chục km đường mòn dành cho cưỡi ngựa, những khu vực dành cho người thích chèo thuyền kayak và những điểm câu cá tuyệt vời. Ngoài ra, còn có hơn 1.300 loài hoa trong rừng và các loài động vật như chim chích gỗ, chim hét và đại bàng hói thường xuyên được phát hiện. Mới đây thì Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký quyết định nghị quyết 168 NQ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2022 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 26 NQ-TW ngày 3 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ cho đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thông tin trên trang điện tử Chính phủ. Việc ban hành nghị quyết về chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện nghị quyết số 26 NQ-TW ngày 3 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị được xây dựng trên cơ sở bám sát quan điểm, mục tiêu nêu trong nghị quyết số 26 NQ-TW nhằm xây dựng và phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ thành vùng phát triển năng động, nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển, tương xứng với tiềm năng thế mạnh của vùng và các địa phương trong vùng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế. Các giá trị văn hóa, lịch sử và hệ sinh thái biển, đảo, rừng được bảo tồn và phát huy. Phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao trình độ và thu nhập của người dân, sử dụng có hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thưa quý vị, bộ phim Chạm vào hạnh phúc phần 1 và 2 của đạo diễn Mai Long đã thành công với những câu chuyện tình cảm thú vị cùng những thông điệp nhân văn. Bộ phim khắc họa những nét văn hóa gia đình người Việt, tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tình cảm gia đình thiêng liêng, đồng thời quảng bá về vẻ đẹp của những danh lam thắng cảnh, văn hóa đất nước đến với bạn bè thế giới. Chạm vào hạnh phúc phần 3 sẽ tiếp tục khắc họa cuộc sống của người nông dân và vòng luẩn quẩn bế tắc giữa cơm áo gạo tiền, thậm chí là phải rời xa quê hương để ra nước ngoài mưu sinh. Đây là lần đầu tiên hình ảnh người lao động Việt Nam ở nước ngoài lên màn ảnh rộng, thông tin đăng tải trên báo Lao động. Điểm nhấn của Chạm vào hạnh phúc phần 3 là hình ảnh rừng cọ, đồi chè, che trúc và những nét văn hóa của người dân vùng quê ven sông Lô, quê hương của đạo diễn Mai Long. Đặc biệt, nhà thiết kế quốc tế Quang Huy cũng sẽ thiết kế riêng những trang phục áo dài truyền thống cho diễn viên trong phim với các hình tượng mang nhiều tầng ý nghĩa như ánh trăng dưới nước, giọt sương trên lá, thành phố ven sông. Đạo diễn Mai Long cho hay, trong mỗi người Việt, những giá trị truyền thống tốt đẹp được giữ gìn từ nhiều đời nay luôn tồn tại với một sức sống mãnh liệt. Càng trong những tình huống éo le oan nghiệt của đời sống, ta càng nhận được sự quý giá của hạnh phúc, của giá trị của tình thân. Để có những cảnh quay đẹp và bắt mắt, đồng thời góp phần quảng bá cho du lịch Việt Nam, đoàn làm phim lựa chọn quay tại nhiều bối cảnh ở các tỉnh thành Việt Nam và nước ngoài như Hàn Quốc, Ba Lan và Đức. Chạm vào hạnh phúc phần 3 dự kiến sẽ bắt đầu khởi quay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và kết thúc và ra mắt người hâm mộ vào khoảng cuối năm 2023.
Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã khiến ngành du lịch Việt Nam gần như đóng băng, hàng triệu lao động mất việc làm. Từ giữa tháng 3 năm nay, khi chính phủ chính thức mở cửa trở lại hoạt động du lịch cùng với cả nước, chính quyền, người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch tại miền Trung đã nỗ lực vượt khó, khôi phục mạnh mẽ các hoạt động du lịch. Thành công của năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 tạo tiền đề, nền tảng để lấy đà tăng trưởng cho ngành công nghiệp không khói. Di sản văn hóa thế giới Hội An, tỉnh Quảng Nam, những ngày cuối năm, trên các tuyến phố cổ, rất đông các du khách quốc tế, nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ thêm sôi động. Khó ai có thể hình dung rằng một năm trước đây, phố cổ Hội An điều hưu và vắng vẻ. Thành phố có đến 2/3 dân số làm việc trong lĩnh vực du lịch đã trải qua hơn 2 năm lao đao, cuộc sống của người dân bị đảo lộn bởi đại dịch COVID-19. Giờ đây, Hội An đã khôi phục lại hình ảnh của một thành phố du lịch như chưa từng có cơn bão đại dịch nào quét qua đây. Việt Nam nằm trong danh sách những nước mở cửa sớm nhất khu vực và được Tổ chức Du lịch Thế giới đánh giá là có chính sách mở cửa cởi mở nhất. Năm 2022, các tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung chủ động tổ chức các sự kiện lớn mang tầm quốc tế, triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, truyền thông đến các thị trường châu Âu, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Nhật Bản, từng bước khôi phục các đường bay quốc tế. Tại thành phố Đà Nẵng, liên tục các đường bay quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng được khai trương, nối lại sau thời gian bị gián đoạn đã kết nối thị trường khách quốc tế. Theo số liệu của Tổng cục Du lịch Việt Nam, năm 2022, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 3,5 triệu lượt. Một trong những giải pháp quan trọng để thu hút khách quốc tế là tiếp tục làm mới điểm đến, đẩy mạnh liên kết du lịch với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Thiên nhiên ban tặng cho các địa phương ở miền Trung những bờ biển đẹp, nhiều vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, nhiều khu du lịch sinh thái đa dạng. Khu vực này còn sở hữu nhiều di sản văn hóa, di sản thiên nhiên thế giới. Tuy nhiên, hầu hết các sản phẩm du lịch của các địa phương này đều giống nhau, chưa tạo ra bản sắc riêng để thu hút khách du lịch. Trong nỗ lực phục hồi du lịch, các tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung tiếp tục xây dựng kế hoạch liên kết với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy phát triển du lịch. Ông Lê Chí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, liên kết phát triển du lịch là xu thế tất yếu, không chỉ giúp các địa phương phát huy được lợi thế riêng mà còn khai thác những giá trị chung về tài nguyên, di sản văn hóa trong khu vực, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển bền vững. Dù chỉ là những cây cầu nhỏ bắc ngang qua sông nhưng nhờ kiến trúc đặc biệt, vẻ đẹp cổ kính, những cây cầu ngói mang lại nét đặc trưng cho từng vùng đất xứ sở, đồng thời cũng là những công trình mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Nếu là người say mê với những kiến trúc và những cây cầu ngói, yêu thích các công trình cổ kính thì chắc chắn là không thể bỏ qua cây cầu ngói Chợ Lương tọa lạc ở xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Cây cầu cổ kính này đã có tuổi đời hơn 500 năm và được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia từ năm 1990. Chiêm ngưỡng cây cầu ngói 500 năm tuổi cổ xưa và đẹp bậc nhất Việt Nam là nội dung trên trang báo điện tử VTC News. Cầu ngói Chợ Lương được xây dựng cùng thời với Chùa Lương, năm Hồng Thuận Tam Niên, tức là năm 1511. Cầu ngói Chợ Lương không chỉ khoác lên mình tấm áo của rêu phong, mà còn thu hút người qua đường bởi những nét kiến trúc tinh tế. Cầu ngói Chợ Lương được thiết kế theo kiểu thượng gia hạ kiều, trên là nhà, dưới là cầu, với 18 cột đá vuông xếp thành 6 hàng để gánh 6 vì và nâng đỡ toàn bộ 9 gian nhà cầu. Hai bên đầu cầu được thiết kế giống nhau với tông vàng nổi bật, cùng họa tiết là những bức tượng hình con nghê đứng chầu đầy uy nghiêm. Bên trong cầu là hệ thống xà ngang, xà dọc bằng gỗ lim to và tạo nên một khung cảnh cổ kính. Nhìn từ xa xưa thì du khách dễ dàng nhìn thấy các viên ngói lợp đều đặn, kín kẽ tạo thành một đường vòng cung tuyệt mỹ bắc ngang giữa hai bờ sông Trung Giang, trông tựa giống như một con rồng vươn mình bay lên trời. Dưới bàn tay tài hoa và sự sáng tạo của các nghệ nhân xưa, cầu ngói Chợ Lương đã trở thành một trong ba cây cầu ngói cổ xưa đẹp nhất Việt Nam, còn giữ nguyên được dáng vẻ ban đầu.